Sở Y tế cho biết, Sở vừa hướng dẫn xem xét và chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 đến điều trị tại các cơ sở y tế theo phân loại nguy cơ cao, theo quyết định số 5525 của Bộ Y tế. Theo đó, bệnh nhân F0 được chuyển lên điều trị tại các cơ sở y tế là những trường hợp trên 65 tuổi hoặc từ 3 tháng tuổi trở xuống, người từ 50 cho đến 64 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, phụ nữ có thai, phụ nữ vừa sinh con dưới 42 ngày tuổi, độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi, SPO2 từ 94% đến 96%. Ngoài ra, trạm y tế phường xã cũng chuyển F0 đến các sở y tế điều trị COVID-19 đối với những trường hợp cần cấp cứu, cần được phân loại nguy cơ rất cao. Mắc COVID-19 ở mức độ vừa hoặc là nặng, những trường hợp đặc biệt khác, nhân viên trạm y tế phường xã hoặc trung tâm y tế quận huyện hội chẩn với Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để quyết định chuyển điều trị tại cơ sở y tế.